Trời, sao bạn yêu? Dạ, đã phát chị. Xin chào bạn Tú. Các bạn mấy người. Xin chào Hằng. Đẹp đấy, nhưng mà em kinh vãi. Kệ mẹ. Sáng nay em cứ bán lên giờ mà anh ý cứ
Không được. Ngọt ngọt mà là yêu. Ơ sao lại là chị? Chị Hà. Chị Hà mới là cái rồi ạ. Hiểu tầm quá. Tôi bình thường. Xin chào Vinh Đức. Xin chào Đức Hải Quỳnh. Xin xin mà cái gì cũng kêu đúng không nhỉ? Thế này nè, kêu nè. Có anh xin. Thank you.
là vì thế. Em đi chơi với chị quen biết. Anh ngủ đi. Sao anh ngủ muộn thế? Chín rưỡi rồi gì nữa không? Ngày xưa chị ạ.
thì đúng rồi. Cái gì? Thank you.
sướng nó còn như thế luôn. Thank you.